Anh nói vậy là có ý gì hả Lẽ nào anh Anh đang nói là anh thích cô ta niêm đó thật sao Anh hãy mau trả lời em đi Em nhất định phải nghe Đúng vậy Người phụ nữ trong lòng tôi không phải là cô Sena Mà chính là ta niêm <laughs> Lẽ nào lại như vậy làm sao mà anh có thể thích cô ấy được chứ anh à anh đang lừa em anh lừa em đúng không không thể nào có chuyện này được anh hãy nói với em đó không phải là sự thật đi à, cô đừng có cố chấp như vậy nữa cô càng như vậy sẽ tự khiến mình đau khổ hơn mà thôi anh nói đi tại sao không phải là em tại sao là cô ấy từ đầu em đã không có ý định tự bỏ rồi nhưng em đã biết cảm giác của anh vì vậy mà em lại càng không thể từ bỏ em tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy cướp mất anh khỏi cuộc đời của em em sẽ làm mọi thứ có thể khiến cho anh thích em trở lại Tình cảm mà cậu dành cho Tan Niêm là gì? Đó là sự thương hại hay sao? Hay là cậu định lợi dụng Tan Niêm để mà giết bỏ Sena? Thật lòng tôi thấy rất bối rối vì đã không biết được tình cảm của mình. Lúc đầu tôi tưởng đó là sự thương cảm. Nhưng khi không có cô ấy ở bên cạnh, tôi lại tò mò và lo lắng về cô ấy cảm giác này chính là sự thương hại sao? Cậu có đủ tự tin để đi đến cuối cùng hay không? Nếu như cậu không đủ tự tin đi đi đến cuối, thì cậu không nên bắt đầu. Bởi vì cuối cùng chỉ có ta niêm bị tổn thương thôi. Lý do mà cậu và ta niêm không thể, cậu biết rõ hơn ngày hết. Cô Ruby và Sê đã kết hôn với nhau, nên việc này là không thể, tôi sẽ không để cho cậu có bất cứ cơ hội nào làm tổn thương thanh Niêm. cho nên nếu suy nghĩ cho thanh Niêm, thì hãy từ bỏ đi gì chứ con nói son hô thích thanh Niêm hay sao Ôi trời, trời 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 mẹ không thể mẹ không thể nào tin nổi chuyện này là thật mẹ sẽ đến chỗ của con thanh Niêm đó mẹ à Mẹ đi đến đó làm gì chứ Mẹ sẽ nhổ hết tóc cô ta cho hả giận chứ làm gì Nhưng mà có che út rồi mà cô ta còn thấy chưa đủ hả Mẹ không thể nào chịu đựng thêm được nữa Còn bỏ ra đi à. <laughs> Mẹ làm ơn bình tĩnh lại đi được không Nếu có tình đồn lan ra thì chỉ tổn thương con mà thôi Mẹ định đi nói với mọi người Là con đã dụ mất anh ấy vì ta niêm Chứ không phải là cô gái nào khác hay sao à, à, Trời ơi Chuyện này là sao chứ Không hiểu ta niêm nó có điểm gì Mà cái che út và son hô đều thích Mẹ cứ chờ đó mà coi dù phải dùng thủ đoạn gì đi nữa thì nhất định cô sẽ chiếm được anh ấy con sẽ kết hôn với anh son hô bằng mọi giá à. anh đã hoàn toàn kết thúc với ô tan niêm rồi sao tôi đã nhận lại chiếc nhẫn từ cô ấy rồi vì vậy, vậy coi như đã hết vậy anh định cứ để cho anh son hô thích cô ấy như vậy à tôi không có quyền can thiệp đến chuyện tình cảm của son hô cô hiểu không anh đã từ bỏ cô ấy bởi vì anh không thể ở bên cạnh cô ấy Vì hai người là anh em đúng không Tuy cô ấy sẽ không bao giờ có thể kết hôn với anh Nhưng cũng sẽ không thể kết hôn với anh Son Ho Vì sao không được anh biết rõ rồi còn gì Không chỉ việc cô ấy giết chết Che Hi Quá khứ của cô ấy và anh Sê Khan cũng không thể nào xóa bỏ được Đó là lý do không thể Vì vậy mà tôi khuyên anh Nói anh Son Ho dừng lại đi <laughs> Sao tôi phải làm như vậy chứ Tôi đã nói nếu cô ấy không có ý định đi đến cùng thì cũng đừng nên bắt đầu làm gì Nhưng cô đã làm cho tôi muốn thay đổi ý định rồi đó Anh nói cái gì chứ Tại sao cô nghĩ Cô có thể còn tan niêm thì không chứ So với lý do biết Thì lý do cô không thể còn lớn hơn đó Anh muốn nói gì hả Tôi chắc là cô biết Ý của tôi rõ ràng Là cô không đủ tư cách để con không lý nào lại không hiểu Tôi chắc một điều rõ ràng Là cô không đủ tư cách để có được sơn hôn Nếu vẫn cứ tham vọng thì tôi tuyệt đối sẽ không đứng yên đâu việc của chu bi su sao rồi tôi nghĩ là anh ta đã bỏ trốn ra nước ngoài bạn anh ta nói là anh ta đã đi ra nước ngoài rồi nhưng lại không có hồ sơ ghi nhận anh ta xuất cảnh vì vậy tôi đoán là anh ta đã giật biên có biết anh ta đã đi đâu không khả năng lớn nhất là anh ta đã đến philippines chỗ vợ cũ và con trai dù có mất thời gian đi nữa thì cũng phải tìm ra Dạ tôi biết rồi Ờ giám đốc à Vì sao cô lại tìm Bi ông Su vậy Tôi nghe nói cô ấy đi gặp con trai rồi mà Bi ông Su chính là người Đã chứng kiến vụ tai nạn của Che Hi Có khả năng lớn là Du Khi Ung Đã sai cậu ta làm nhân chứng giả ở tòa vì vậy cho nên ta niêm đã bị gán tội quan Ờ, Sao có chuyện này được Bi ông Su đã đối xử rất tốt với tôi mà Còn xem tôi như là người trong gia đình nữa Cậu ta đã làm như vậy vì cậu ta cảm thấy có lỗi Cô có nhớ lại được gì Trong quá khứ hay không Cô đã đến phiên tòa Thì cô cũng gặp cậu ta rồi mà Ờ tôi không biết nữa bi ông su là một người tốt bụng và hiền lành Tôi không tin là cậu ta đứng ra làm chứng giả Tôi đã từng nhìn thấy cậu ta trước kia hay chưa Tôi cũng không nhớ nữa à, à, à. Cô hãy bình tĩnh lại đi Cô không cần phải cố ép buộc mình để nhớ lại đâu để tôi lấy thuốc ờ, cho cô nha tôi vừa uống lúc nãy rồi ờ, giám đốc à tôi muốn ra ngoài đi dạo mát một chút cho thư giãn ờ vậy thì chúng ta đến nhà hàng nơi ta niêm làm việc nha mẹ à sao mẹ lại tới đây vậy hả cô ấy nói muốn đi dạo một chút cho thư giãn nên bác nghĩ là đưa đến đây để cho cô ấy thấy nơi con làm gì. <laughs> tụi con rất vui Ôi trời ơi nhà hàng này lớn quá và trông sang trọng thiệt là mẹ nhớ tới nhà hàng lúc trước của mẹ và con đã cùng làm đó <laughs> bác là mẹ của chị ta niêm có phải không con mới chỉ nhìn thấy bác trên tờ rơi rất vui được gặp bác con là giang đông che người làm bếp cùng với chị ta niêm đó bác <laughs> dạ còn con là Li Chung Thật may là cuối cùng chị Ta Niêm cũng tìm được bác rồi à, Cảm ơn các con Nhờ tụi con giúp đỡ cho Ta Niêm nhà bác với nha Tới phòng lòng việc của con đi nha <laughs> Dạ xin chào à, Khoan đã à, Ta Niêm à Mẹ đi nhà vệ sinh một chút nha con à, Để con đi cùng với mẹ Thôi được rồi mà Mẹ còn nhỏ nữa đâu chứ Mẹ có thể tự đi nhà vệ sinh được mà Đừng có lo Dạ con biết rồi Nhà vệ sinh đằng kia kìa mẹ Ờ à, được rồi ôi trời ơi cái gì vậy chứ bả kẹo đâu ra vậy làm sao đây chú không sạch hết được nè Ây. Ây. thiệt tình đó. Mình nhìn thấy cô gái đó Thế nào vậy? để trò cốt của chê Hi Trùng hợp quá Bác ơi bác đến đây khi nào vậy Ờ à, này cơm súc à Nhìn đi Con có biết cô gái kia là ai hay không vậy Dạ đương nhiên là biết Cô ấy là diễn viên j Ruby Cô gái đã kết hôn với luật sư Hong Se kan Chính là cô ấy đó bác ờ à, ờ. À. Sao giờ này mẹ còn chưa tới nữa Có khi nào cô ấy đã bị lạc đường trong nhà hàng không Ờ, à, làm sao vậy có thể bị lạc trong nhà hàng được chứ? để con ra ngoài xem thử à, cô có thấy mẹ tôi đâu không vậy lúc nãy chờ bác xong tôi không gặp bác nữa trong nhà vệ sinh cũng không có nữa mẹ tôi đi đâu được chứ không tìm thấy sao dạ con đã tìm khắp nhà hàng rồi mà cũng không thấy nữa mẹ con không có điện thoại nên không liên lạc được Cô làm cái gì mà đến đây vậy hả? Không phải cô lại đem giấu mẹ của ta niêm nữa đó chứ Đem giấu cái gì chứ? Chị đừng có đổ thừa người vô tội Thôi đi mẹ à, bây giờ không phải lúc để tranh luận đâu Ta niêm à, chúng ta đi tìm thêm đi Dạ Không biết chừng mẹ của ta niêm sẽ quay lại cho nên mẹ ở đây đợi nha Được rồi, con mau đi đi Dạ Nếu cô Dám làm chuyện gì với mẹ của ta Niêm Thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu Cho nên đừng có làm gì bậy bạ Chị nghĩ rằng nói như vậy sẽ làm tôi sợ sao Chị nên xin lỗi tôi vì đã nghi ngờ tôi đi Xin lỗi Tôi không thể tin là cô có thể nói những lời đó được Có gì mà tôi không thể nói được Trước kia tôi đã từng phải chú ý đến lời nói Mỗi khi nói chuyện với chị Nhưng bây giờ đã khác rồi chị hiểu chưa Để xem gia đình cô có thể ngẩng cao đầu mà sống đến khi nào Cứ chờ mà xem Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để làm cho gia đình của cô Hãy cúi đầu xin lỗi che Ehi và Tanin Vì những tội lỗi đã gây ra Tôi đã làm gì chứ Dạ, chào giám đốc là tôi đi Tôi muốn mở dữ liệu bằng sở hữu trí tuệ Nhưng mà bị dướng ở cấp bảo an Dạ, tôi đã nhận được sự đồng ý của giám đốc Hion rồi À, vậy hả Dạ, cô không cần lo lắng Cô chỉ cần đọc mật khẩu cho tôi là được rồi Dạ, cảm ơn cô gì đây không phải là nghiên cứu phát triển mà nhận chuyển nhượng sao người chuyển nhượng là ô san bơm người này là ai vậy chứ nhờ ba của thanh niên mà thực phẩm hàng đầu mới có thể lớn mạnh như vậy người tên ô san bơm này có phải là ba của thanh niêm không anh à anh đến rất đúng lúc qua đây xem cái này đi là gì vậy Ô sang bơm Anh nghĩ người này chắc chỉ trùng tên mà thôi Anh nói trùng tên là sao Anh biết người này là ai hả À giống như tên của bà Tanim mà Tên của bà Ô Tanim cũng là Ô sang bơm sao Anh chắc chứ Ờ à, anh đã từng giúp cô ấy chuẩn bị mỗi khi dỗ của ba cô ấy Nên không có sai đâu Người chuyển nhượng kỹ thuật xử lý thịt của công ty Chính là ba của Ô Tanim Cái gì chứ Thật không vậy Để anh xem không tin được ông ấy đã chuyển nhượng ngay trước ngày ông ấy chết hả? Anh à, anh có biết tại sao ông ấy lại chết hay không? Ờ, à, ông ấy bị tai nạn xe hơi. Cùng ngày anh thi công chức, anh đã mang qua đến hiện trường ở Bu Am Đông với Tân Niêm để chia buồn với mẹ cô ấy. Bu Am Đông? Chẳng phải là khu nhà của anh Son hô sao? Giờ em đã ghép được các mảnh ghép lại với nhau rồi. Cảm ơn anh nha. càng đứng lại bắt 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 tại sao bắt lại ở đây vậy Tình xấu xa này cậu là con người hay sao vậy cậu lừa dối Tân niên của chúng tôi ta niên đã hy sinh rất nhiều cho à, cậu cậu ơi, là đồ cố, cậu bác, là đồ cố mà mọi có thể nghe thấy đó bắt bỏ con ra đi rồi nói chuyện với bác bác ơi bỏ con ra đi mà tôi <laughs> Tôi nhìn thấy cậu với cô gái đó, cô ấy tên là Chê Ruby, ở nhà dựng trò cốt của, của Chê. Chính mắt tôi đã thấy cậu cùng cô gái đó, làm sao mà cậu làm vậy? Sao có thể lừa gạt ta đem nhà chúng tôi được chứ? Nó hy sinh cho cậu rất nhiều mà, sao có thể bắt cá hai tay được chứ? Cậu là tạm có thai mà. Ừ, đằng kia không phải là con rể hông sao? Cậu ta bắt cá hai tay Tất cả chuyện này là sao chứ Chủ tịch Giám đốc à cậu làm gì ở đây vậy chứ nói đi chuyện gì đang diễn ra sao lại náo loạn ở công ty xin thất lễ à, cho phép tôi hỏi cô là ai vậy à, 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 không có chuyện đó đâu giám đốc à. hình như bác này à, 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 bác ấy à, đã nhận làm với người nào đó tinh thần bác ấy không được tỉnh táo cho nên nói chuyện không rõ ràng à, đừng để ý mà không phải không phải đâu tôi nhớ rất rõ mọi chuyện tài liệu của chúng tôi đã tôi, tôi tôi nhớ khi đó khi đó à... Khi đó Bác ơi Bác ơi Cậu là ai vậy Bác không nhớ con sao Con quen biết sao Dạ là mẹ của cô ta điên. vậy sao Trong quảy có vẻ bối rối Mà đưa quảy vô trong đi Dạ bác à bác đi theo con nha Ôi trời ơi cậu thật đáng đời đó bây giờ à, hết phải nha đau quá hả? sao anh lại đánh em như vậy cái gì đau sao cậu đã lừa gạt người ta mang thai với cậu không gì có thể so sánh được với những gì mà cô ta niêm đã trải qua đâu em thực sự bị oan mà anh tin em đi cái thằng này đã như vậy rồi mà vẫn còn biện minh ờ ờ cô ấy sao rồi bác à bác đang nhớ ra con chưa tôi biết chứ cậu chính là tổng giám đốc chơi sông hôn à, dạ đúng rồi đó nhưng mà tôi tới đây tôi lại không nhớ được chuyện gì hết bác không nhớ là đã đến đây bằng cách nào sao ừ làm sao mà bác một mình đến đây được ồ <laughs> oh, phải làm sao đây bác đã ở nhà hàng mà đi tới đây không nói với thanh đi một lời nào hết chắc thanh Niêm đang tìm bác đó bác phải về đó à, mới là, được bác cứ ở đây đi để con gọi điện cho cô ấy Ờ à, Sao rồi con Vẫn không tìm thấy sao Ở bên ngoài cũng không thấy mẹ Phải làm sao đây Tìm khắp nơi mà không thấy mẹ con đâu hết Còn có nghĩ là Du Ki-ung lại đem dấu của ấy nữa không Dạ tổng giám đốc Là mẹ tôi sao Tôi biết rồi giờ tôi sẽ qua đó ngay Mẹ con Bây giờ đang ở văn phòng của tổng giám đốc Vậy mai quá rồi Con mau đi đón mẹ con đi Tôi nghe nói cô ta Niêm đã tìm được mẹ sau bao nhiêu năm thất lạc. Là... Tôi rất vui vì gặp được cô ở đây. Ờ, à, đây là bà nội của con đó bác. À, dạ. À, rất vui khi được gặp bà. Nhưng mà cô đến đây, số cô là có chuyện gì vậy? Lúc nãy tôi thấy hình như cô có chuyện gì cho con rể hông thì phải. Bà nói con rể hông hả? Ờ, à... Sẽ càng nói là cô ấy hình như đã nhận làm cô ấy với người nào khác đâu ờ thật ra chuyện đó là à, à, mẹ à. ờ ta đi mà mẹ không sao chứ mẹ không nói tiếng nào mà bỏ đi vậy con phải làm sao hả mẹ mẹ làm con lo cho mẹ lắm đó. Thật may mắn là Xuân hô đã phát hiện ra gì. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm nha. Chị ơi em đến rồi. Oh Sena hả? em tới đột xuất như vậy có việc gì vì em có chuyện gấp muốn nói với chị trước một tiếng nếu chuyện kết hôn mới đừng có nói nữa mọi người trong nhà quay lưng lại với em rồi chị rất là buồn đó em muốn làm bất cứ điều gì có thể thay đổi tình cảm của anh son hô nhưng mà có lẽ bây giờ anh son hô tinh thần không được tỉnh táo son hô bị làm sao vậy anh son hô Ho anh ấy đang thầm yêu ô ta niêm đó chị à. gì chứ à, không lý nào vậy được đâu có khi nào em nghe làm không hả sơn Ho có bị điên khi mà nó mới làm như vậy đó em đã nghe trực tiếp từ anh sơn hô nói ra thật sự sơn hô đã nói vậy sao nhưng mà em đã biết được là trong lòng của ô ta niêm không hề có anh sơn hô có lẽ anh sơn hô đang yêu đơn phương thôi à, nói vậy là sao chứ Em không thể nói chuyện này với bất cứ ai Vì em rất bối rối Nhưng mà em không thể ngồi yên không làm gì được Em nghĩ là ít nhất cũng đã nói chuyện này với chị Nên em đã tới đây Bây giờ ta niêm Đã đưa mẹ đến ở cùng Hai người họ hiện đang ở nhà của giám đốc Jun Ta niêm sẽ lại ở nhà của giám đốc Jun vậy Ta niêm là người đã phát hiện ra chuyện con gái giả Nhờ việc đó mà giám đốc Jun Đã có cái nhìn tốt về ta niêm Và em nghĩ một phần cũng vì bác ấy đã bận tâm đến việc Tam Niêm bị lạc mẹ là vì bác ấy Nơi giám đốc vua đã để cho người đã giết Chê Hy đến ở trong nhà hả Em đã nói cô ta niêm chẳng phải là người đơn giản Vì khoảng cách giữa em với giám đốc Dun trở nên xa cách Nên cô ta đã lợi dụng chỗ trống để chen vào giữa Cô ấy đã nói với giám đốc Dun mình vô tội trong việc sát hại Chê Hy Và em nghĩ là giám đốc Dun đã bắt đầu tin cô ta trong sạch <laughs> Làm sao đây? Sao họ không thể rơi vào tay cô ta được? Nếu như bác gái và chị giúp em thì em mới có thể làm thay đổi tình cảm của anh Son Ho được Em tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh ấy đâu Chị biết rồi Chị sẽ làm bằng mọi cách để thuyết phục chị dâu Em tin là chị sẽ làm được Tôi nghe nói cô đã cáo buộc mẹ tôi Là đã đem giấu mẹ của cô đúng không Mẹ cô đầu óc không được tỉnh táo Cho nên mới xảy ra việc như vậy Sao cô lại luôn nghi ngờ chúng tôi chứ Tôi không muốn phải tranh luận với cô nữa Tôi nghe nói là cô đã trả lại nhẫn cho anh che út. Chắc cô trả lại là gì giám đốc Jun, chứ không phải là gì cô không thích anh che út. Quan hệ giữa cô và giám đốc Jun cũng tốt rồi, không phải cô cũng nên bắt đầu lại với anh che út hay sao? Tôi đang hỏi cô đó, sao cô lại bỏ đi chứ? Mất mớ gì tôi phải trả lời những câu hỏi này của cô chứ? Cô vẫn hoàn toàn chưa kết thúc tình cảm với anh che út mà còn định giành lấy anh Son Ho nữa sao? Giành anh ấy cái gì hả? <laughs> cô đang sợ hay sao? Cô sợ tôi sẽ chiếm lấy anh Son Ho hả? Vào những lúc như vậy, đầu óc của cô đúng là thật kém cỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ thích anh ấy, nhưng nhìn thấy cô cứ thấp thỏm lo lắng như vậy và không biết phải làm như thế nào. Tôi nghĩ mình nên suy nghĩ lại chuyện đó. giám đốc Hyon là tôi đi cái này đây là gì vậy sao cô đưa cho tôi xem cái này ô bơm tên người chuyển nhượng được ghi ở đây là ba của ta niêm phải không tôi biết ngày ông ấy xác nhận dân tay trong hợp đồng chuyển nhượng bằng sáng chế cũng là trước ngày mà ông sanh bơm qua đời giám đốc đã đánh cắp kỹ thuật từ ông ấy phải không à, không phải tôi tôi không biết gì cô đừng có đoán bừa chứ chuyện là như vậy ông ấy bị tai nạn giao thông sau khi đã chuyển nhượng cho chúng tôi <laughs> chúng ta cùng phe sao chú lại như vậy bình thường với tài liệu quan trọng như vậy thì phải sử dụng con dấu chứ không sử dụng nhân tai để xác nhận có nghĩa là Ông ấy không phải là người xác nhận trong hợp đồng đúng không? Không phải như vậy. Đúng là dấu dân tay của mấy đây mà sao là của người khác được chứ? Hôm đó, ông ấy đã bị mất con dấu nên phải xác nhận bằng dân tay. Tôi nghe nói ông Âu Sang Bơm bị tai nạn giao thông ở khu Buông Đông. Ở đó cũng là khu nhà ở của chủ tịch cha. Lẽ nào cái chết của Âu Sang Bơm lại có liên quan đến chú? À, không có chuyện này đâu cô nói đinh tinh cái gì vậy chứ? đó là tai nạn mà, giống như bất cứ vụ tai nạn xe hơi khác thôi. tôi tìm hiểu rồi cũng sẽ biết được thôi. nếu tôi làm rõ được chuyện này, thì giám đốc hyon chắc chắn cũng không an toàn luôn. À. đợi một chút. N Nếu tôi nói cho cô biết Cô sẽ để tôi yên chứ ừ, Tất nhiên rồi Chẳng phải chúng ta là đồng phạm Và cùng phe sao Chú hãy mau nói ra đi Chị ơi, chị, chị ơi, chị, chị, làm gì hớt hơi hớt, hớt hải vậy Bộ có chuyện gì hả em, em, nghe nói là son hô thích cô ô tanh niêm đó chị Cô cô vừa nói cái gì Chị không tin được có đúng không chị Đó là chuyện mà không thể tin được mà có phải không Vừa mới nghe em thấy choáng dáng luôn N này. nè nè Chờ đã cô Cô nghe ai nói chuyện này vậy Nhưng mà cô có chắc đó là sự thật hay không vậy chứ Là Sena nói cho em biết Son hồ nói với Sena là nó thích cô ô tanh niêm đó chị <laughs> À, 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 chị ơi chị, chị sao vậy Nè, chị ngồi xuống đi à, Bây giờ Bây giờ phải làm gì đây chị Còn những chuyện bất ngờ hơn nữa đó Còn chuyện gì bất ngờ hơn chuyện này nữa sao Cô ta niêm đó Không có thích son hô nhà mình đâu Đó chỉ là thằng bé đơn phương thích cô ấy thôi Không thể nào tin được Sao nó lại thích người như vậy Cần phải làm gì đó trước khi nó thích cô ta hơn Phải nghĩ cách mới được có thể là bây giờ cô ta chưa thích son hô, nhưng chuyện gì xảy ra khi mà cô ta thích son hô nhà mình chứ? Hay là để cho son hô kết hôn với Sena đi? Chính xác, em nói trước đó với chị rồi mà, nên để Sena kết hôn với son hô, chị đừng có hỏi nó nữa, cứ bắt kết hôn luôn đi chị. Nhưng mà sao cô Tanh Niêm lại đến sống trong nhà của giám đốc Jun vậy chứ? Có thật là cô ấy đã bị buộc tội quan không? Nếu không thì sao giám đốc Jun lại để cô ấy sống trong nhà mình được chứ? Dạ, cô Otanim không phải tội phạm đâu cô ấy bị buộc tội quan ôi trời thật như vậy sao dạ lúc đầu con cũng không tin là Otanim niêm vô tội vì không có bằng chứng nhưng bây giờ mọi chi tiết đều cho thấy ta nim không phải thủ phạm giết hại chia hi đâu ôi trời theo như lời con nói nếu như ta niêm thật sự bị cáo buộc quan thì ba nghĩ chúng ta không nên giữ im lặng thêm nữa hơn nữa khi thấy mẹ của ta nim đến công ty và túm cổ xây can thì ba nghĩ chúng ta sẽ không thể nào giấu chuyện này thêm được nữa đâu xuân Hồ à ba nghĩ là đã đến lúc mọi người trong nhà nên biết chuyện này rồi Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Con cũng nghĩ tốt hơn là nên nói cho bà nội biết sớm. À, cái gì? Họ biết chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Mình phải làm sao đây? Không đợi đã, mình không thể để mọi chuyện như vậy được. Ôi trời ơi! Con nói thật chứ. Họ nói sẽ nói hết sao? À, đúng là như vậy đó mẹ. Anh Goupon và Son Ho nói là sẽ nói hết cho chủ tịch cha và Ruby biết đó. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây chứ? Mình chủ tịch cha biết cũng đủ tệ rồi. Nếu cả Ruby cũng biết chuyện thì... Mẹ ơi, con không muốn chia tay với Ruby đâu Con thật sự rất yêu Ruby đó, mẹ cũng biết vậy mà Ôi trời ơi, chúng ta phải làm gì đây Nè không à? Sao em không nói lời nào hết vậy Em định đứng yên nhìn mọi việc thôi hay sao Con nhỏ này đúng là Rốt cuộc thì em sẽ làm được những gì chứ Anh đừng quá lo lắng Sẽ không bao giờ có chuyện anh và chị Ruby chia tay đâu Và em cũng vẫn sẽ kết hôn với anh Son Ho Còn có cách gì rồi hả Mẹ sẽ sớm biết thôi Con sẽ ngăn chặn tất cả mọi việc con sẽ ngăn chặn việc họ tiết lộ về quá khứ của anh Sê-cang Và con cũng sẽ ngăn chặn tình cảm Mà anh Son-ho dành cho ta niêm à, à, Con vào đi à, à, Hôm nay bác thấy sao rồi bác à, Tôi không sao tôi ổn nhiều rồi cậu đừng lo Chắc bà chủ tịch còn kinh ngạc hơn Tôi không biết chuyện Sê Can là con rể của chủ tịch nữa. Tôi không thể tin là mình lại túm cổ Sê Can trước mặt mọi người vậy. Cô không cần phải ấy nấy về chuyện đó đâu. Nếu có thể tôi cũng sẽ nói tất cả mọi gì cho chủ tịch về con người thật của cậu ta. Nhưng mà tôi không muốn gây thêm rắc rối cho bà ấy thôi. À mà bác à. Bác nhận cái này đi. Nhưng mà đây là cái gì vậy? Ô <laughs> trời ồ. Ở... Cái này là... À, chỉ cần bác gái đeo cái lắc tay này vào. Khi bác có bị lạc đường thì chúng ta cũng có thể tìm ra được nơi bác ở nghe đúng rồi ha sao tôi không nghĩ ra việc này sớm hơn một chút cảm ơn anh nhiều lắm nha mẹ à không được tháo cái lát tay này ra đâu đó à <laughs> bác à để con đều giúp bác nha à, à cảm ơn cậu <laughs> à, bác ơi bác cứ nói chuyện thoải mái với con đi con cũng là bạn thân của che út nên bác hãy đối xử với con giống cậu ấy vậy Ôi trời ơi làm vậy có nên không Con là tổng giám đốc của nhà hàng nơi Tăng Niêm đang làm việc ba <laughs> Như vậy con sẽ thấy thoải mái hơn đó bác Cậu ấy nói đúng nói gì à Sau này gì cứ gọi là Son hô thôi Son Ho à, à, yeah. rồi tôi biết rồi Dạ <laughs> <laughs> yeah. Hôm nay con đã rất lo lắng vì mẹ có phải không Tâm trí của con trống rỗng gì cứ tưởng con lại bị lạc mất mẹ nữa chứ Ngay khi mẹ nhìn thấy Chue Ruby Đột nhiên mẹ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ Mẹ đã gặp cô ấy ở nhà để trò cuốn. Mẹ thấy cô ấy rất thân mật với Sê Cang. Vì vậy mẹ đã chạy tới chỗ Sê Cang mà không suy nghĩ gì. Mẹ, bộ mẹ không thể nhớ thêm được điều gì nữa hả? Mẹ chỉ nhớ tới đoạn hỏi chê út về mối quan hệ của họ thôi. Sau đó thì không nhớ gì nữa. À, một người như Sê á, con hãy quên đi. Con quên anh ta từ lâu lắm rồi. Rồi con sẽ gặp được một anh chàng còn tốt hơn gấp nhiều lần Sê Cang. Con gái của mẹ sẽ gặp được người mà chỉ quan tâm tới con thôi. Với con, chỉ cần có mẹ thôi là đủ rồi Con sẽ không đi lấy chồng và sẽ sống với mẹ suốt đời luôn à, Như vậy không có được đâu Con phải gặp được người đàn ông tử tế và sống thật hạnh phúc chứ Mong muốn của mẹ là được nhìn thấy con có cuộc sống hạnh phúc mà, có biết chưa? Mẹ rất mong chờ tới ngày đó Cho dù không kết hôn thì con cũng sống hạnh phúc mà mẹ Không phải là chúng ta đã sống rất hạnh phúc khi mở nhà hàng đó hay sao? Nhưng tiện... Um mẹ thấy chê út và cậu tổng giám đốc đó à, không son hô cả hai dường như đối xử rất tốt với con mẹ thích cả hai người họ chê út và son hô có phải mẹ tham lam quá không à, đúng rồi đó mẹ tham lam quá nhiều vậy không được đâu bếp trưởng và tổng giám đốc là những người con biết ơn vì họ đã luôn tin tưởng con nhưng mà đối với họ con không hề có suy nghĩ gì khác đâu mẹ ờ à, nhưng mà mẹ thấy ờ uh... hiện giờ con cũng không có thời gian để hẹn hò với ai nữa hết con cần phải kiếm thiệt nhiều tiền tìm một nơi nào đó để chúng ta sinh sống và con còn phải chứng minh mình vô tội nữa chứ con phải chứng minh mình vô tội vậy thì con mới có thể tự tin mà hẹn hò được mẹ tin là con gái của mẹ nhất định sẽ chứng minh được mình vô tội <cười> <cười> bếp trưởng ơi bếp trưởng cái này anh gì ơi Anh sẽ thấy ấm hơn khi quàng cái khăn này vô đó. ừ Ta đi mà. Ờ, xin lỗi nha, bếp trưởng. Em không nên vào phòng mà không có anh như vậy. Không sao đâu mà. Ừ, nhưng mà, anh vẫn còn giữ cái khăn này thật đó hả? Đương nhiên rồi, nó là câu báo của anh mà. Chờ à, anh một chút nha. <laughs> em muốn đi đây là trà thảo mộc đó dạ cảm ơn anh nha hôm nay em sợ lắm có phải không trong thời gian uống trà mà vừa nghe nhạc thì sẽ giúp em tĩnh tâm lại rất tốt cho sức khỏe đó khi mà che hi còn sống Tôi anh thường vừa uống trà vừa nghe nhạc, ngồi im lặng cùng nhau. <laughs> Làm điều này cũng không quá tệ. Nó giống như cách mà anh đã từng trải qua với chị. Chúng ta có thể là anh em thân thiết. Cũng không phải tệ khi có thể cùng nghe nhạc với em như vậy. nếu như chúng ta trở thành anh em với nhau chúng ta sẽ có thể sống cùng nhau mãi mãi không phải nói lời chia tay bếp à, trưởng à <laughs> đó chỉ là câu chuyện mà anh đã trải qua thôi trà nguội hết rồi em mau uống đi Có chuyện gì vậy? Có chuyện này anh nhất định cần phải biết rõ Sao lại đưa tôi cái này? Công ty thực phẩm hàng đầu sẽ không bao giờ có khả năng phát triển lớn mạnh như bây giờ nếu không nhờ ông Usang Bơm tạo ra kỹ thuật xử lý thịt. Chủ tịch cha đã đạt được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp Nhưng có thể nói thành tích lớn nhất Là đã đánh cắp kỹ thuật xử lý thịt Của người có tên là Ô Sang Bơm được ghi trên hợp đồng Ý cô đang muốn nói Bà tôi đã đánh cắp kỹ thuật sao Hợp đồng chuyển nhượng mà anh nhìn thấy Đã không được chuyển nhượng một cách hợp pháp Lúc đó chủ tịch cha đã làm ngơ Để giám đốc khi On dùng cách bất hợp pháp Để đánh cắp nó Sao Nó là chuyện của 16 năm trước Tôi và Sang Bơm đã định làm ăn cùng với nhau đó là lúc chúng tôi phát hiện ra chủ tịch cha đang trong quá trình phát triển kỹ thuật xử lý thịt trong công đoạn chế biến sau này được gọi là bánh bao hàng đầu nhưng mà trước khi trở thành thực phẩm hàng đầu nó từng là một công ty bánh bao với quy mô nhỏ nhưng mà nhà máy của họ gần như bị phá sản nên họ không thể mua bằng sáng chế một cách đúng đắn vì vậy họ đã đánh cắp kỹ thuật đó từ ông ấy sao ông sang bơm đã nghiên cứu kỹ thuật xử lý ông ấy đã ghi chép rất kỹ trong cuốn sổ tôi đã đánh cắp nó và đưa cho chủ tịch cha vậy làm sao chú nhận chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ từ ông ấy ông sang bơm đã biết việc tôi đánh cắp cuốn sổ nên đến tìm chủ tịch cha nhưng không gặp và trên đường về thì bị tai nạn khi tôi đến bệnh viện tìm gặp thì ông ấy đã qua đời trong quá trình phẫu thuật tôi lợi dụng lúc tan niêm và mẹ cô ấy rời khỏi bệnh viện tôi đã lén vào và ấn dấu vân tay và hợp đồng chuyển nhượng đó tất cả mọi chuyện là như vậy nghĩa là chủ tịch cha cũng biết việc ông lén đánh cắp kỹ thuật nhưng bà ấy lại làm ngơ bà ấy nói không thể để tất cả nhân viên bị thất nghiệp nên đó là lý do bà ấy quyết định nhắm mắt làm ngơ chuyện lần đó tôi đoán bà ấy cảm thấy rất tệ nên khi công ty đã phát triển bà ấy tập trung vào phúc lợi cho nhân viên nên bà ấy cứ khăng khăng muốn công ty dẫn đầu trong việc trung thực đóng thuế chuyện gì sẽ xảy ra nếu thông tin này bị bại lộ chứ đương nhiên không phải chỉ ảnh hưởng đến uy tín của thực phẩm hàng đầu mà còn câu chuyện về sự thành công của chủ tịch cha Tất cả sẽ bị phá hủy ngay tức khắc Cô đang định nói gì vậy hả? Dù không biết bà ấy có thể tránh được trách nhiệm về mặt pháp luật hay không Nhưng bà ấy không thể tránh được trách nhiệm về mặt đạo đức kinh doanh Chủ tịch có được sự tôn kính là nhà kinh doanh liêm chính Nhưng vào một buổi sáng mọi người sẽ bắt đầu chỉ trích Và uy tín trong xã hội của bà ấy sẽ mất hết Cô nghĩ tôi sẽ tin lời nói của cô và giám đốc Hyon hả? những kiểu đe dọa này không còn tác dụng với tôi nữa đâu nếu không tin thì anh đi xác nhận lại đi em chắc chắn là ba của anh ông ấy cũng muốn biết rõ sự thật này vậy giờ cô muốn cái gì ở tôi đây hãy rút lại việc quỷ hôn em muốn kết hôn với anh chỉ đơn giản như vậy thôi gì chứ anh phải giữ im lặng về quá khứ của ta niêm và anh sê Cang không được nói một lời nào vậy thì bí mật của chủ tịch sẽ vĩnh viễn được chôn kính bất kể sự thật là gì đi nữa tuyệt đối sẽ không có chuyện tôi và cô kết hôn đâu không đâu anh nhất định sẽ phải kết hôn với em